Thưa quý vị, sáng nay ngày 20 tháng 10, các đồng chí Phạm Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Trung Dân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và lãnh đạo Sở Y tế tiếp đoàn cán bộ lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn. Lãnh đạo hai thành phố thông tin cho nhau tình hình và công tác phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí Phó Bí thư Nguyễn Hồ Hải, thay mặt lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận trân trọng những đóng góp của nhân dân, cán bộ chiến sĩ thành phố Cần Thơ và các tỉnh đã hỗ trợ thành phố ứng phó với đại dịch, đồng thời chia sẻ những khó khăn mà người lao động Cần Thơ làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh phải trở về quê. Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Phạm Văn Hiểu cảm ơn lãnh đạo và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã dành nhiều tình cảm đùm bọc người dân Cần Thơ sinh sống, lao động, học tập tại thành phố trong thời gian qua. Hai bên cũng bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau để phục hồi kinh tế sau đại dịch. Dịp này, thành phố Hồ Chí Minh trao tặng thành phố Cần Thơ 500 triệu đồng và 2 thùng quà gồm dụng cụ test nhanh và đồ bảo hộ y tế. Cũng sáng nay, đồng chí Nguyễn Trung Dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tiếp đoàn lãnh đạo Đài Kiên Việt Nam chi nhánh Cần Thơ đến trao 100 triệu đồng cho quỹ vaccine phòng COVID-19 của thành phố.